cho ông. Ủa? Anh Chính, có chuyện gì vậy? Hôm nay chúng tôi đến đây để thi hành công vụ. Công dân Nguyễn Duy Khương, nghe đây, chúng tôi có lệnh bắt Duy Khương, bị tình nghi tới vụ án giết người. Cái gì? Lệnh bắt khẩn cấp. Tôi, Nguyễn Minh Quang, chức vụ đại tá, căn cứ hành vi giết người, điều 155 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ các điều 34, 79, điều 81 Bộ luật hình sự Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Duy Khương, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1990, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 16/12 Phan Xích Long, thị trấn Lâm Thành. Ủy nhiệm ông Nguyễn Chính, điều tra viên, tổ chức thi hành lệnh này. Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành lệnh này. Lệnh này gửi đến Viện Kiểm soát thị trấn Lâm Thành. Không, tôi không có giết người, tôi bị quan, tôi bị quan. Chuyện này là sao hả con? Tôi đề nghị anh Duy Khương bỏ hung khí xuống bàn. Hung khí gì? Hả? Vật anh đang cầm trên tay chính là hung khí giết người. Nhưng mà cái này là... Các đồng chí là... Có là... Ba ơi, ba, lấy cây trầm về, đó chính là tang vật của vụ án. Các anh có nhầm lẫn gì ở đây không? Con tôi làm sao mà giết người được hả anh Chính? Ba ơi, con bị hoang, ba cứu con đi ba. Chuyện này là sao hả con? Ba không hiểu gì hết. Chúng tôi cần có thêm thời gian thu thập chứng cứ mới có thể kết luận và trả lời câu hỏi của ông được. Các đồng chí, giải anh ta ra xe. Dạ đó, đi. Ba ơi, cứu con với ba. Con yên tâm đi, bằng mọi giá ba sẽ cứu con. Cứu con với ba. Duy Khương, ba sẽ cứu con. Duy Khương. Nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai mục tiêu, sẽ không còn ai có thể hăm dọa mình được nữa. Mua liền cho cháu nó đi. Dạ. Cảm ơn chị. Nè, đưa đứa nhỏ tôi giữ cho, chứ trời nắng vậy ấm nó đi là nó xỉu đó. Qua bà đi con, qua bà. Bà ấm cho. Tội nghiệp quá. Dạ, chị coi con giùm nha. Con chạy mua con về liền. Sao đâu, vậy rồi chúng ta được tôi ở đây chứ tôi không có đi đâu hết trơn á. Tôi giữ nó, tôi chờ cậu mà. Dì ơi, con này. Dì ơi, cái gì ẵm con tôi đâu rồi? Dì ơi, Trúc ơi. Ba xin lỗi con gái của ba. Ba à, có chuyện gì vậy ba? Ba à, ba không sao. Tại ba nhớ lại chuyện cũ thôi. Tao cắt cổ mày. Ông chủ tao có lời nhắn gửi đến cho mày. Nếu mày ngoan ngoãn nhận tội thì sau khi mày ra tù, mày sẽ toàn mạng sống. Nếu mà ngoan cố chống cự, mày sẽ có kết cục giống như thằng Hao Quẩy đó. Biết chưa mày? Liệu hồn như mày?
Dạ. Hiếu. Hiếu, có người gặp mày. Ai vậy? Là tôi đây. Dạ, con chào bác ba. Con mời bác ba ngồi. Bác ba ngồi xuống đi. Cậu ở đây làm cái gì? Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Hiếu. Dạ. Vậy con đi ra ngoài. Sẵn cậu đóng cửa giùm tôi luôn. Dạ, con mời bác ba uống nước. À quỷ, ông đừng mong hù dọa tôi. Tôi không sợ ông đâu. Dù ông còn sống hay đã chết, tôi sẽ trở lại để tận mắt nhìn thấy xác ông một lần nữa. Để từ đây trở về sau, tôi sẽ không phải bị ám ảnh về cái chết của ông. Ủa, cô lại đi nữa hả? Chiều cô có về ăn cơm không để tôi nấu? Không, tôi không ăn đâu. Dạ, nước cam tôi để đó nha. Cảm ơn. Nghe tôi dặn đây. Dạ. Khi tôi vắng nhà, chị không cho ai bước vô nhà tôi nghe chưa? Dạ. Cậu với Chiêu Dương quen nhau bao lâu rồi? Bác cần biết chuyện của con với Chiêu Dương để làm gì? Để tôi xem cậu là người như thế nào. Cậu là người thông minh hay là ngu muội mà cậu không nhận ra bản chất một con người là sao? Bác đang trách con hay trách bản thân bác? Bác đã không cho con cơ hội để đến với Trúc Trà, thì việc con yêu Chiêu Dương hay là một cô gái nào khác cũng đâu có gì quan trọng. Tôi lấy làm tiếc cho cậu. Tôi cứ tưởng cậu là người chững chạc hiểu biết, nhưng sự lựa chọn của cậu quá sai lầm. Không biết ông nói chuyện gì nữa. Sao lâu quá vậy con? Hay là để bác vô trong đó bác coi. Con cũng không biết nói gì ở trong đó. Bác ba đang ngồi ở trong. Bác ba đuổi con ra đây, nói là có chuyện riêng cần nói với thằng Hiếu. Tôi nói cho cậu biết, cô Chiêu Dương là hạng con gái cực kỳ nguy hiểm. Lời ăn tiếng nói của cô ta đều rất khéo, nhưng mà nó chứa đựng nọc độc của một con rắn. Cậu có biết không? Con cảm ơn bác đã cảnh báo cho con. Nhưng con với chị Dương quen biết nhau lâu rồi, không ai hiểu cô ấy bằng con. Tôi sai rồi, tôi đã sai rồi. Chỉ vì chút hận thù ân oán ngày xưa mà tôi đã cản trở cậu với con gái tôi đến với nhau. Tôi không muốn cậu phạm sai lầm giống như tôi. Con cảm ơn bác đã lo cho con. Phải chi trước đó bác đừng làm lớn chuyện, đừng cấm cản con với Trúc Trà. Biết lắng nghe lời má con thì
thì bây giờ bác đâu phải ân hận như vậy, phải không bác? Tôi đã xuống nước với cậu, tôi tới tận đây để nói chuyện phải trái với cậu. Nếu cậu từ bỏ Chiêu Dương, cậu quay về với Trúc Trà con gái tôi vẫn còn kịp mà. Con sẽ suy nghĩ lời của bác nói. Dù sao con cũng rất là cảm kích khi bác đã trực tiếp tới đây gặp con. Bác lo quá con ơi, lỡ xảy ra cái chuyện gì không hay thì sao đây? Hoặc là nói nặng lời gây tổn thương nhau, bác đứng cửa giữa, bác khó xử lắm. Thôi được, bác phải vô trong đó. Bác. Hiếu ơi, Hiếu, Hiếu ơi. Dạ má. Ông đến đây làm gì? Tôi đến đây là chuyện của tôi, bà hỏi làm cái gì? Ông đến đây tìm con trai của tôi thì tôi muốn biết ông muốn gì ở nó. Bà muốn biết bà hỏi nó, tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cho bà. Tính gàn dở, hình như là bệnh chung của tuổi già hay sao? Bà nói ai vậy? Hả? Bà nói ai? Tôi nói ai kệ tôi. Bộ có đực giật mình hay sao? Thôi mà, mai với bác ban đừng có cãi nhau nữa. Tôi không thèm cãi với đàn bà. Cãi có lại người ta đâu mà cãi. Còn lâu tôi mới thua bà. Nè, ông nói gì với con vậy? Lạ thiệt, má với bác ba ai cũng ghét Chiêu Dương, cứ như là có thù với cổ từ kiếp trước vậy. Khoan, cậu đi đâu mà đi vô đây vậy? Bộ tôi không có quyền vô nhà. Mà chị bị điếc hay gì tôi bấm chuông nãy giờ sao chị không ra mở cửa? Tôi đang làm công chuyện sao nghe được. Cô đâu? Cô đi hồi trưa rồi, mà cô dặn tôi không cho ai vô nhà hết á. Bọn tôi muốn vô lắm hả? Muốn vô là vô chắc. Chị nói gì ạ? Tôi có nói gì đâu. Sao gọi hoài mà không bắt máy gì cả? Ai mà sẽ giống cô ta quá vậy? Hiếu, nếu con không vì má thì hãy vì bản thân mình. Nếu con thấy ở đây không ổn thì về quê với má đi con. Má nói gì kỳ vậy? Con đã xây dựng sự nghiệp ở đây, làm sao con bỏ được hả má? Mày cũng biết sự nghiệp của mày đang ở đây hả? Vậy tại sao mày còn đâm đầu vào đó nữa? Mày thừa biết con đường đó dẫn đến đâu của địa ngục mà. Mày đừng có lo, tao chưa biết điểm dừng mà. Ngày xưa con cũng nói như vậy, nhưng rồi con có dừng được không? Điểm đến cuối cùng của mày là con đường đó, mày thừa biết nó dẫn đến đâu mà. Mày đừng nhắc tới chuyện tao từng ở tù chứ gì. Mày biết tự ái về chuyện đó hả? Nếu không muốn người ta nhắc đến chuyện cũ thì con phải sống có lòng tự trọng, phải biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai chứ con. Con lớn rồi, mọi người đừng có lo cho con như một đứa con nít nữa. Thank you.
Báo cáo thủ trưởng, chiến dịch đêm qua đã thành công. Chúng ta đã bắt được hai ổ mại dâm trá hình tìm hớt tóc, một khách sạn có chứa cờ bạc, vài tụ điểm karaoke. Ngoài vi phạm đèn mờ, không đủ ánh sáng thì tất cả đều có giấy phép đầy đủ. Theo phản ánh của người dân về tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong tầng lớp thanh niên đang rộ lên khá nhiều, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra được kẻ cung cấp đầu mối trong thị trấn này. Thưa thủ trưởng, có lẽ đó là nguồn cung cấp từ xa, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nghe báo cáo của các đồng chí tôi cũng rất mừng, nhưng mà chúng ta cũng đừng chủ quan. Các đồng chí vẫn phải theo dõi các đối tượng từ xa tới, nhưng chú ý nguồn thông tin mà người dân cung cấp rất là quan trọng. Thủ trưởng cứ yên tâm, thị trấn này nằm trong tầm tay quản lý của chúng ta, sẽ không có chuyện tệ nạn xã hội xảy ra giống như là những tin dịch trên mạng đưa. Còn vụ mất tích của một công dân quốc tịch Trung Quốc tên là A Quẩy, các đồng chí đã làm tới đâu rồi? Có phát hiện gì mới không? Dạ thưa thủ trưởng, anh em vẫn đang tiếp tục điều tra và xác minh nhiều nguồn thông tin, sẽ có báo cáo vào ngày mai. Một công dân nước ngoài mà mất tích trên địa bàn của chúng ta là một việc rất là nghiêm trọng. Các đồng chí phải tung lực lượng trinh sát phối hợp với công an phường nơi công dân này tạm trú để điều tra làm rõ. Dạ rõ. Dạ rõ. Đứng lại mày, tao có chuyện muốn nói với mày. Có chuyện gì? Mày và Chiêu Dương có hẹn hò với nhau có đúng không? Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi này của anh chứ? Tao báo cho mày biết, Chiêu Dương bây giờ đã là người của tao rồi. Mày đừng có lén phén nữa, nếu không là không có yên đâu.
Hai người đăng ký kết hôn rồi à? Chưa cần đăng ký, nhưng mà trước sau gì cô cũng là vợ của tao. Anh chắc chứ? Chắc 100%. Chúc mừng anh. Mày đứng lại. Mày đi đâu vậy? Anh à, tôi tới đây là để giải trí. Anh đừng làm phiền khách hàng được không? Tao chỉ muốn hỏi mày thôi. Sáng giờ chưa có liên lạc với mày không? Anh nói cổ là người của anh rồi, mà cổ đi đâu anh lại không biết. Sáng giờ tôi gọi điện thoại cho cổ hoài mà lại không được. Tới nhà không thấy, tới đây cũng không thấy luôn. Anh kiểm tra người yêu hơi gắt gao đó. Biết đâu cô đi cà phê với bạn bè thì sao? Tao tìm khắp thị trấn này rồi mà không gặp. Bởi vậy tao thấy lo, mày hiểu không? Vậy anh cứ tìm tiếp đi, tôi phải vô với bạn. Cái giống gì mà không biết. Vì sao mày đã chết thật? Mày sẽ không quay về hồ được tao nữa đâu. Tao sẽ không sợ mày nữa đâu. Sao con cái xác này? Cô đã làm gì hả? Cô đã giết người và đem chôn xác ở đây phải không? Dạ. Cô không có chôn. Rõ ràng là tôi thấy cô đào nó lên mà. Ôi, tôi nằm mơ hay sao trời? Tôi sẽ đi báo công an. Không, có án mạng đây rồi. Bác bà, con xin bác mà. Bác đừng có báo công an. Cái gì? Con xin bác đó. Tại sao? Tại sao tôi không báo công an? Tôi phải báo. Dạ bác ba báo công an. Không những chị giúp việc phải vào tù, mà ngay cả con cũng không thoát khỏi cảnh tù tội vì tôi đồng phạm. Nhưng mà rõ ràng con... Nên con đã đến đây để lấy lại thôi. Bác ba phải tin con. Bác ba tha cho con đi. Con còn trẻ, con không muốn vào tù. Con phải trả giá cho tội lỗi của mình. Tôi không thể bao che cho cô được. Con không có giết người. Tất cả là do tên trộm này. Chị giúp việc khi phát hiện ra hắn đang tấn công, định hãm hiếp con. Chị
đã dùng búa để đập vào đầu hắn. Bác bà, bác tin con đi. Cô nghĩ là tôi có thể tin câu chuyện của cô được sao? Bác, bác ơi, nếu như bác thấy Trúc Trà bị người khác toàn hãm hiếp thì bác sẽ làm gì chứ? Tên cướp này đang chết, chị giúp việc, chị cứu con mà lỡ tay, con không đành lòng để chị ấy ở tù. Bác ơi, con lại bác, con xin bác, bác tha cho con lại bác. Con... Em mời hai anh. Dạ. Dạ. Hai anh thông cảm nha, hôm nay khách đông quá, mà khách cũng vừa trả phòng nữa. Em cho tụi nó dọn phòng rồi. Chút nữa dọn xong á, em mời hai anh qua nha. Mà hai anh cần uống gì không, em nói quầy bar đến phục vụ cho hai anh. Thôi khỏi đi em. Dạ, có gì gọi. Hình như cậu có chuyện gì lo lắng phải không? Em mất liên lạc với Chiêu Dương, không biết là cô ấy đang ở đâu. Không lẽ có người đã báo cho bà chủ cao chạy xa bay? Em nghĩ Chiêu Dương không phát hiện ra được điều gì đâu. Chuyện án của chúng ta khá mật. Theo đại tá Quang báo cáo lại, chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội ở thị trấn này do phó công an chính chỉ huy đã không phát hiện ra điều gì. Nơi này khá sạch sẽ. Hiện tượng công an bảo kê cho các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm là có cơ sở, cho nên mỗi khi có chiến dịch là họ đều biết. Quan trọng bây giờ là bắt được quả tang họ Chung Chi, như vậy mới có chứng cứ để khởi tố được. Chuyện này em có thể dàn xếp được với Chiêu Dương. Cậu có sợ sau này Chiêu Dương biết hết được sự thật sẽ hận cậu không? Con xin bác, bác đừng có đi báo công an bác ơi. Con lại bác. Được, tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn. Bác ơi, bác muốn con làm gì cũng được hết. Cô phải rời khỏi thị trấn này và ra đi. Ta nhìn những thanh niên hiền lành ở đây dần đi vào con đường tội lỗi, vì đại cục chung, vì một thị trấn bình yên. Có hy sinh cũng đáng mà anh. Cậu là một thanh niên dũng cảm, không chạy theo đám đông mà chạy theo lẽ phải. Nếu xã hội này ai cũng được như cậu thì sẽ tốt biết bao. Thật sự em cũng rất căng thẳng khi quyết định tham gia vụ này. Em chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc để em được trở về với người thân và công việc của mình. Nhanh thôi, sau khi lọt vào đây chúng ta có thể làm tay trong cho đợt tấn công bất ngờ sắp tới. Lần này lãnh đạo tỉnh đích thân chỉ huy chiến dịch, vì còn đường dây cung cấp hàng ở thị trấn này. Công của cậu không nhỏ đâu. Sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Các người không muốn cho tôi một con đường sống hay sao? Sao không để cho tôi yên? Bạn phải rời khỏi thị trấn này và ra đi, trả võ hiếu cho con Trúc Trà. Không có anh hiếu, con
con sống không bằng chết. Con xin bác mà bác. Vậy thì cô cứ giữ lấy thằng Hiếu, và nó sẽ đi thăm nuôi cô ở trong tù. Ra không. À, rất yêu em mà Chiêu Dương. Đừng mà. À, thật sự rất yêu em mà Chiêu Dương. Ba đi đâu mà về trễ vậy ba? Ba có công chuyện. Rót cho ba miếng nước. Ba uống nước đi ba. Ba, có chuyện gì hả ba? Trên đời này có loại con gái gan đến như vậy. Ba đang nói ai vậy ba? Đúng là con quá non nớt so với cô ta. Chuyện thằng Hiếu sa ngã vào vòng tay của cô ta chỉ là vấn đề thời gian thôi, không thể nào tránh khỏi. Hình như là ba đang nói Chiêu Dương đúng không? Đúng. Cô ta là loại con gái quỷ quyệt, không hiểu cha mẹ nào mà có thể sanh đứa con gái như vậy. Chiêu Dương đã làm gì sai mà ba nói cổ như vậy vậy ba? Ba nhất định không để cho cô ấy cướp người yêu của con đâu. Con chờ đó, rồi thằng Hiếu nó cũng sẽ trở về với con trong nay mai thôi. Số con rệp yêu ai cũng bị cho leo cây hết. À,
Ý tao là thấy thì cũng tội, mà thôi thì cũng kệ. Kệ hả mày? Mày cười cái gì hả? Bạn bè kiểu tụi bay đó hả? Cười trên sự đau khổ của tao là sao? Tao nói thiệt á, tao không những bất hạnh về cái cung tình yêu, mà cũng bất hạnh về cái cung tình bạn nữa. Có hai thằng bạn thân chó chết như tụi mày. Nói thiệt á, có cũng như không. Mày mới lạ, tự nhiên buồn tình rồi đem tụi tao ra chửi. Cái gì vậy? Bạn bè cái gì? Bạn bè kiểu như tụi bay. Tao đang đau khổ, tao buồn tình, lẽ ra tụi bay phải an ủi tao, chứ đâu phải là ngồi đó mà chăm chọc tao. Thì mày buồn thì bây giờ tụi tao nhậu với mày, coi như là chia buồn với mày rồi, mày còn muốn gì nữa, đúng không? Ừ. Chia buồn hay là chia rượu hả? Không nói á, mày nói tụi tao vô tâm. Nói thì mày nói chọc cày bánh xe. Tao nghĩ á, tất cả cũng tại mày hết á. Sao tại tao? Thì mày điên tình vừa thôi. Mày yêu con nào đó là yêu chết mê chết mệt, rồi than khổ. Nhỏ Chiêu Dương á, mới mất liên lạc từ trưa tới giờ. Mày làm gì mà nhảy dựng lên như điện giật vậy? Vậy chứ bây giờ tao hỏi thử mày nè, gọi điện thoại thì không được, tới nhà, tới chỗ làm tìm cũng không thấy. Sao mà không xúc ruột được chứ? Có khi nào nó về Sài Gòn mà không nói cho mày biết? Mày nói cái gì? Mày nói đúng. Thằng quỷ, mày làm tao hết hồn mà, tưởng tao nói sai không à? Có khi nào là có đi đột xuất không? Ê, nhỏ đi từ trưa giờ chắc cũng tới rồi đó. Mày gọi điện thoại thử đi. Ừ. Ơi, sao tới bây giờ em mới chịu bắt máy của anh? Em có biết là sáng giờ anh lo cho em lắm không? Anh tới nhà tìm em không gặp, tới chỗ làm của em cũng không gặp luôn. Em có sao không? Hả? Hiện giờ em đang ở đâu? Anh hỏi nhiều quá vậy, làm sao mà em trả lời hết một lần được? Anh ơi, mình nhìn thấy cái mặt dạy gái của nó không? Ờ, bị không? Đặt mày bây giờ. Dạy gái bình thường, nó dạy trai mới sợ. Tại vì anh lo cho em quá. Em không sao chứ? Em không có sao. Bây giờ thì em đang ở đâu? Em đang ở nhà. Anh có thể tới nhà em được không? Được được chứ sao không em. Anh sẽ tới liền. Bây giờ chờ anh 5 phút thôi, anh sẽ có mặt liền. Hai đứa mày tối nay tự xử nghe. Tao có kèo rồi. Bye. Đi đi. Vô nha mày. Giờ sao mày? Thì tao với mày nhậu tiếp thôi chứ sao. Trong này ai tính? Mày có tiền không? Tao hết tiền rồi. Tao cũng hết tiền rồi. Ê, mày đi đâu vậy? Đau bụng quá. Mày đâu vậy? Tụi mày có sao không? Ê, Bình, tự nhiên đang ngồi cái đau bụng. Em ơi, chậu này tính cho thằng Khương nha em. Nó dặn anh nói vậy đó. Có lẽ không phải nguyên nhân từ sự cấm cản của ba, mà quan trọng là anh Hiếu đã quyết định. Con Nhâm có thể hàn gắn chuyện của con và thằng Hiếu không? Con không muốn ngượng em. Tình cảm chỉ được dung đắp từ hai phía. Anh đã buông rồi ba. Trúc Trà,
Con đừng tuyệt vọng như vậy. Con thử chủ động nói chuyện với thằng Hiếu xem sao. Nếu là đàn ông so sánh giữa hai cô gái, con và Chiêu Dương, có lẽ chọn cô ấy là điều sáng suốt. Con không được tự ti như vậy. Con so với cô gái đó, con đâu có thua kém gì đâu. Con mệt mỏi lắm rồi ba à. Chỉ muốn được sống những ngày bình yên như trước kia. Em nói cho anh biết đi, anh sốt ruột lắm rồi đó. Em đã suy nghĩ kỹ. Em và anh rất xứng đôi. Vậy tại sao em lại từ chối anh chứ? Anh đang tỉnh hay là đang mơ vậy? Anh không mơ đâu. Đây là sự thật. Đây là cây trăm em rất là yêu thích. Em tặng nó cho anh, giống như là kỷ vật đính ước của hai đứa tụi mình. Duy Khương, Duy Khương. Em mới nói cái gì vậy? Đây là cây trăm em tặng cho anh, coi như kỷ vật đính ước của hai đứa mình. Được, anh sẽ luôn giữ cây trăm này như là lời hẹn ước của em dành cho anh. Duy Khương, chỉ cần anh biết, em và anh đính ước là đủ. Trong thời gian này, nhưng mà anh phải hứa với em. Hả? Anh phải giữ cây trăm này cẩn thận. Mất nó coi như là mất em luôn. Anh hứa, anh hứa, anh sẽ luôn giữ cây trăm bên mình. Anh sẽ coi đây là báu vật của tụi mình. Nhận được giấy mời của mấy anh là tôi tới liền. Không biết có tin tức gì của ông A Quẩy chưa? Chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng chưa có kết quả, nên mới mời anh lên đây hợp tác lấy thêm thông tin. Dạ, nếu tôi biết gì thì tôi sẽ cung cấp tất cả thông tin cho các anh. Từ hôm đó tới bây giờ, ông có nhận được cuộc điện thoại liên lạc nào của ông A Quẩy hay không? Không có. Tôi cũng cho đám lính đi tìm khắp nơi, nhưng mà bắt vô âm tính. Trong các mối quan hệ làm ăn hay quan hệ tình cảm cá nhân, ông ấy có gây hấn với ai không? Ông ấy qua đây làm ăn chung với tôi, cho nên tôi nắm rõ hết tất cả các mối quan hệ làm ăn của ông ấy. Hầu hết tất cả các đối tác làm ăn của ổng đều không có vấn đề gì. Duy chỉ có... Ông cứ nói đừng ngại. Trong công việc làm ăn, đôi khi va chạm là chuyện bình thường. Nhưng ông ấy có nhiều lần gây nhau với giám đốc của nhà máy trà táo đỏ, là Võ Hiếu. Ông cũng biết người này à? Có nghe tên. Một người bạn của tôi đi dự khai trương của nhà máy,
có nhắc tới tên của anh chàng giám đốc này. Giữa hai nhà máy có cạnh tranh với nhau việc thu mua trà. Không lẽ vì chuyện này mà họ ra tay với ông A Quẩy? Chưa có bằng chứng á thì cũng đừng nên suy diễn. Cần phải có chứng cứ thì mới kết tội người khác được. Chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Tôi xin phép thủ trưởng, tôi sẽ lên gặp giám đốc nhà máy trà Táo Đỏ. Cậu cứ lấy lời khai và tìm thêm thông tin bên ngoài. Dạ rõ. Dạ chào anh cần gặp ai? Tôi đến đây để gặp giám đốc. Dạ anh có hẹn trước không anh? Hẹn cái gì? Công an đến làm việc mà cần phải hẹn sao? Dạ dạ anh chờ em chút. Dạ. Dạ được rồi, để em sẽ báo lại với phòng kinh doanh kiểm tra. Dạ 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 chào anh. Alo. Hiếu, có công an đến tìm gặp kìa. À, mời họ vô đi. Ừ. Anh đợi chút xíu. Cường ơi, Cường ơi, ra đây. Mời anh vào. À. Dạ, chào anh. Mời anh ngồi. Ừ. Dạ mời anh. Cảm ơn anh. Anh đến gặp tôi có chuyện gì không? Liên quan tới vụ mất tích của một người mà anh biết. Anh có thể nói rõ hơn người đó là ai không? Đó là ông A Quẩy, người Trung Quốc, hợp tác làm ăn với ông Duy Kha. Anh có quen người này không? Tôi có biết người này. Sau vài lần ông ta đến đây nói chuyện với tôi. Nhưng nếu nói là quen thì cũng không hẳn. Ông ta mất tích một tuần rồi. Tôi cần biết vài thông tin về ông ta. Anh Đức Bóp. Gì vậy? Gì mà anh thập thỏ đây vậy? Không biết thằng Hiếu nó làm cái gì mà công an tới tìm nó kìa. Mà nè. Mở ba. Ai đó? Con út mót nè. Đẩy cửa vô đi con. Dạ. Mà ba ơi, có chuyện lớn rồi mà ba ơi. Có chuyện gì vậy con? Chuyện gì mà hớt hại vậy? Dạ, không biết thằng Hiếu nó làm cái gì á mà công an tới tìm nó kìa. Hả? Trời đất ơi, không lẽ nó dính vào cái chuyện hút chích nữa sao? Dạ không. Hình như là con nghe liên quan tới chuyện mất tích giết người gì đó. Dạ mợ ba. Bình tĩnh mà ba. Mợ. Không, mợ không có sao không mợ ba? Thôi con lo chuyện của con đi. Dạ. Về đó hả con? Dạ. Con vô lo nấu cơm nấu nước đi. Ba đi giao mấy bao trà xong ba về liền. Dạ. Con nghe nè má. Trời trời, có chuyện lớn xảy ra với anh của con rồi con ơi. Má à má, má từ từ, má nói con nghe. Chuyện gì vậy má? Không biết thằng Hiếu nó làm chuyện gì nữa mà công an người ta nên tìm nó đó con. Nghe nói là liên quan tới vụ mất tích hay giết người gì đó. Trời ơi, thiệt hả má? Công an người ta đang ngồi ở đây nè. Má lo quá mới điện thoại cho con đó. Dạ, con chạy qua liền. Con chạy qua liền đi con. Có chuyện gì vậy Trúc Trà? Má nói là anh Hiếu bị công an tới làm việc. Nghe nói là liên quan tới vụ mất tích giết người gì đó ba.
Giết người? Mất tích là sao? Dạ con cũng không biết nữa. Bây giờ con chạy qua bển xem sao. Con đi nha. Dạ con đi nha ba. Tôi có thông tin là anh và ông A Quẩy từng có tranh chấp trong làm ăn. Nói tranh chấp là không đúng, mà là cạnh tranh. Cạnh tranh rất công bằng trong kinh doanh. Ông ta đã từng tới đây mời tôi hợp tác. Nhưng tiêu chí kinh doanh không phù hợp nên tôi đã từ chối. Lần cuối cùng anh gặp ông A Quẩy là lúc nào? Dạ khoảng 2 tháng. Lâu như vậy sao anh còn nhớ? Vì tôi không có gặp người này nhiều. Tôi nhớ rõ là hôm đó ông ta đến đây cùng với ông Duy Kha để mời tôi hợp tác. À hôm đó còn có một người bạn của tôi làm chứng nữa. Bạn anh là ai? Kỳ Quý. Dạ cô. Con chào bác. Tôi báo cho cô biết, công an thị trấn đang ráo riết đi tìm một người mất tích. Tôi chắc chắn cô có liên quan tới cái vụ này. Như đã thỏa thuận, cô phải rời khỏi cái thị trấn này ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ báo công an đó. Dạ bữa con xin bác một tuần. Bữa nay mới có 3 ngày mà. Không có một tuần gì hết. Cô phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nếu không hả, tôi báo công an đó. Mọi người làm gì tập trung ở đây vậy? Con à, con làm gì mà công an đã tìm con vậy? Quý gì? Mày còn nhớ ma quỷ người Trung Quốc, người từng tới đây gặp mình không? Sao lại không nhớ? Ổng là người muốn mua công ty của mình luôn mà. Ông ta mất tích hơn 1 tuần nay rồi. Công an tới để lấy thông tin thôi chứ không có gì đâu. Con không liên quan gì chứ? Trời, con làm gì mà liên quan tới mấy vụ đó? Trúc Trà, anh không có sao đâu, em đừng có lo. Anh không sao là em mừng rồi. Nghe má gọi điện báo em lo quá chạy qua liền nè. Thôi cũng trưa rồi, mình xuống ăn cơm luôn đi. À đi ăn cơm đi con. Mọi người đi đi, con có việc phải ra ngoài một chút. Con lại đi nữa hả? Hy vọng là không có chuyện gì. Tôi muốn báo án. Cô muốn báo án gì? Một vụ giết người. Ủa ba, chưa tới công ty hả ba? Mấy hôm nay ba thấy trong người không khỏe. Chắc tại ảnh hưởng chuyện ông A Quẩy bị mất tích. Ông mất tích thì mặc kệ ông chứ. Biết đâu hiện tại ông đang mắc nợ người ta, rồi ông trốn về nước, không báo cho ba biết thì sao? Ba chưa nghe ông nói chuyện nợ nần bao giờ. Công việc ở đây đang tốt mà. Không thể nào bỏ đi như vậy được. Ba, con có chuyện này muốn nói với ba. Chuyện gì mà thấy con vui quá vậy? Con sắp lấy vợ rồi. Ba chuẩn bị cưới dâu đi nghe. Ai mà chịu lấy con vậy? Sao mà ba coi thường con trai của ba quá vậy? Con mà nói ra chắc chắn là ba sẽ hết hồn. Không phải là con gái của ba Trung chứ?
Ôi, con nhỏ đó là con gái quê mà ai đâu mà thèm chứ. Ba cũng biết người này. Bây giờ ba thử đoán xem. Không lẽ là cô chủ quán của karaoke Chiêu Dương? Nạn nhân là ai? Tên gì? Và ở đâu? Ông ta là người Trung Quốc, tên là A Quẩy. Chúng tôi cũng đã nhận được tin báo là người này mất tích. Ông ta không bị mất tích mà là bị giết. Cô nói sao? Ông ta bị giết hả? Cô có thể kể lại đầu đuôi sự việc được không? Như thế nào? Vì sao A Quẩy chết? Và ai là hung thủ? A Quẩy thường xuyên đến quán karaoke của tôi chơi. Ông ấy để ý đến tôi và thường xuyên mở lời muốn tôi làm bạn gái của ông ấy. Và còn có một người nữa cũng đang theo đuổi tôi, là Duy Khương. Con ông Duy Kha? Duy Khương là một kẻ điên tình. Anh ta đã nhiều lần tấn công tôi trước mặt nhân viên khi mà tôi phản đối tình cảm của anh ấy. Và rồi chuyện không hay đã xảy ra. Dương, em có sao không? Em không sao. Mày dám đánh tao hả? Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. A Quẩy trong cơn say đã cưỡng hiếp tôi. Duy Khương trong lúc ghen, anh ta không thể nào kiềm chế được sự giận dữ, đã ra tay giết A Quẩy. Cô đã biết hung thủ là ai, sao bây giờ mới tới báo án? Duy Khương buộc tôi phải giữ im lặng, nếu không anh ta sẽ giết tôi. Vì quá sợ nên tôi không dám báo công an. Vậy sao bây giờ cô quyết định đến báo với chúng tôi? Sau nhiều ngày dằn vặt với lương tâm, tôi quyết định không thể nào giữ im lặng được nên đến đây báo. Cô còn nhớ chỗ chôn cái xác chứ? Tôi nhớ khu rừng, còn chỗ chôn thì tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng mà nếu như tôi tới nơi, có thể tôi sẽ hình dung ra. Đồng chí Chính. Dạ. Lập tức điều đội thứ nhất theo nhân chứng để đến nơi chôn cái xác. Dạ rõ. Đội thứ hai thu thập thêm thông tin, báo cáo kết quả về gấp. Dạ rõ. Mời cô theo tôi. Dạ. Người ta đã đồng ý chưa mà con nói giống như chắc chắn rồi vậy? Ba có biết cái này là cái gì không? Đây là cây trâm cài tóc của con gái chứ gì. Nàng đã tặng cho con, giống như là một vật đính ước. Sến như là phim kiếm hiệp vậy. Tình yêu mà ba, đôi khi là phải sến sẩm như vậy, nhưng mà rất là tuyệt vời. Ba đã gặp cô Chiêu Dương, đó là một người con gái rất là sắc sảo. Ba không hiểu sao cổ lại dễ dàng chấp nhận con. Ba nói như vậy là ba không tin vào tài nghệ của con rồi. Con dù gì cũng đường đường là một đại công tử nổi tiếng ở vùng này, mà chẳng lẽ không thể nào cưa đổ được một em doanh nhân hay sao? Chờ đi, chừng nào ba cưới được dâu đem về nhà thì ba mới tin đó là vợ của con. Vậy thì ba cứ chờ đi. Vô rồi, mình vô.
Về nha. Giết xong á còn ăn xác bỏ trong rừng, hèn chi không có tìm thấy. Nghe nói á, nạn nhân là ông chủ A Quẩy bên công ty trà Dư Tha đó. Vậy hả? Trời ơi, ghê không? Thấy ghê quá bà ơi. Thôi mình đi về đi. Mời cô thầy chúng tôi. Chào ông. Ủa? Anh Chính. Ủa? Có anh chuyện Chính? Gì vậy? Hôm nay chúng tôi đến đây để thi hành công vụ. Công dân Nguyễn Duy Khương, nghe đây, chúng tôi có lệnh bắt Duy Khương bị tình nghi tới vụ án giết người. Cái gì? Lệnh bắt khẩn cấp. Tôi Nguyễn Minh Quang, chức vụ đại tá, căn cứ hành vi giết người, điều 155 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ các điều 34, 79, điều 81 Bộ luật hình sự Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Duy Khương, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1990, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 16/12 Phan Xích Long, thị trấn Lâm Thành. Ủy nhiệm ông Nguyễn Chính, điều tra viên, tổ chức thi hành lệnh này. Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành lệnh này. Lệnh này gửi đến Viện Kiểm soát thị trấn Lâm Thành. Không, tôi không có giết người. Tôi bị quan, tôi bị quan. Chuyện này là sao hả con? Tôi đề nghị anh Duy Khương bỏ hung khí xuống bàn. Hung khí gì? Hả? Vật anh đang cầm trên tay chính là hung khí giết người. Nhưng mà cái này là... Các đồng chí là... Có là... Ba ơi, ba. Lấy cây trăm về. Đó chính là tan vật của vụ án. Các anh có nhầm lẫn gì ở đây không? Con tôi làm sao mà giết người được hả anh Chính? Ba ơi, con bị quan, ba cứu con đi ba. Chuyện này là sao hả con? Ba không hiểu gì hết. Chúng tôi cần có thêm thời gian thu thập chứng cứ mới có thể kết luận và trả lời câu hỏi của ông được. Các đồng chí, giải anh ta ra xe. Dạ đó. Đi. Ba ơi, cứu con với ba. Con yên tâm đi, bằng mọi giá ba sẽ cứu con. Cứu con với ba. Duy Khương, ba sẽ cứu con. Duy Khương. Ông là luật sư giỏi nhất ở đây. Bằng mọi giá ông phải thắng vụ kiện của con tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng chi. Anh yên tâm, với sự giới thiệu của anh Tư, tôi sẽ đích thân nhận vụ án này. Với sự quen biết rộng rãi của tôi, chỉ cần có tiền chung chi, vụ này sẽ thắng. Tôi có bán hết gia tài của tôi đi nữa, tôi cũng phải cứu bằng được con trai mình. Chỉ có một mình nó, tôi không thể nhìn thấy nó ở tù được. Trước mắt tôi sẽ đến gặp con trai anh, chính thức thông báo cho cậu ấy biết tôi là luật sư bào chữa cho cậu ấy. Cậu ấy phải giữ im lặng, không khai gì hết khi không có mặt của tôi. Được, ông cứ tiến hành càng sớm càng tốt. Tôi không thể chịu đựng được khi thấy nó ở trong tù. Ông yên tâm. Xin phép ông, tôi về. Bọn thả tôi ra, tôi vô tội mà. Tại sao mấy người lại nhốt tôi? Thả tôi ra. Đề nghị anh bình tĩnh lại, không được làm ồn ở đây.
Nằm đi. Tại sao mày lại hại tao hả? Tại sao vậy? Anh Duy Khương à, tôi hại anh hồi nào chứ? Anh nói gì tôi không hiểu. Mày đổ tội giết người cho tao, bây giờ mày giả nai, mày nói là mày không hiểu hả? Tao giết mày, tao sẽ giết mày, tao giết nè, mày. Tôi đề nghị anh bình tĩnh. Thôi, cô mệt rồi, về nghỉ đi. Ngày mai tôi sẽ gọi nhân chứng để lấy lời khai. Cô vui lòng có mặt lúc 8 giờ sáng. Và trong thời gian này, cô tạm thời không được rời khỏi thị trấn. Em chóng mặt quá. Nè, cô anh à, đừng có tin lời đó, nó giả nai đó. Đừng có tin lời đó, anh Chính à. Im đi. Thôi được rồi, cô đừng quá căng thẳng. Cảm ơn cô đã hợp tác. Dạ. Dạ, ngày mai em sẽ đến. Để tôi đưa cô ra cổng. Dư Dư, nếu mà tao thoát ra khỏi đây, tao sẽ là người giết mày. Tao sẽ là người giết mày. Chờ đó, đồ khốn kiếp, đồ quái vật. Dư Dư. Nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai mục tiêu, sẽ không còn ai có thể hăm dọa mình được nữa. Tôi đã thay ông đi báo án rồi đó. Ông hài lòng chưa? Và bây giờ ông không thể uy hiếp được tôi nữa. Cô thật là nguy hiểm. Hãy tránh xa tôi ra. Sẽ không còn một ai có thể bắt nạt được tôi đâu. Cũng không dễ hiểu khi nói câu nói này đâu. Một đời trải nghiệm mới có thể cho người ta hiểu thấu đáo mọi việc trên đời này. Tôi với bà coi như là hết duyên, nhưng mà nợ con cái vẫn còn đó. Giờ mình phải chung tay lo cho sắp nhỏ. Con mời má uống trà nha má. Cảm ơn con. Dạ, chào cậu. Cảm ơn chị. Để tôi vô báo cô chủ ha. Thưa cô chủ, có cậu Hiếu tới tìm cô á. Kêu anh vô liền đi. Dạ.
Chiêu Dương. Anh giỏi Hiếu. Lỗi là tại tôi mà thằng Hiếu và con Trúc Trà gặp trắc trở. Tôi không nỡ nhìn con mình đau khổ. Bây giờ giúp tụi nó thành đôi là trách nhiệm của tôi với bà. Ông nói đúng lắm. Bây giờ mình phải tìm cách nào để tác hợp cho hai đứa nó. Chứ tôi không gì hạnh phúc nào bằng khi nhìn thấy các con mình thành vợ thành chồng. Tác hợp cho hai đứa nó là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà cái quan trọng, tôi với bà phải hợp tác làm một chuyện. Có một người chính là nguyên nhân khiến cho thằng Hiếu và con Trúc Trà quay lưng lại với nhau. Có phải ông muốn nói tới Chiêu Dương đúng không? Chính cô ta. Em có sao không? Em không sao hết. Anh nghe nói cái chết của A Quẩy có liên quan đến em. Duy Khương là hung thủ của vụ này. Đúng vậy. Duy Khương đã giết A Quẩy. Em là người đã chứng kiến việc này. Em kể cho anh nghe được không? Chị Dương, em có sao không? Em không sao. Mày dám đánh tao không? Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Một người chết, một người dễ mà đi tù. Sao anh thấy em có vẻ lạnh lùng vậy? Không có chút buồn đau hay lo lắng gì hết. Tại sao em phải lo lắng? Họ đang trả giá đúng với tội lỗi mà họ đã gây ra. Em căm thù họ đến như vậy sao? Cái chết của Ma Quỷ không làm cho em động lòng chút nào sao? Cho dù ông ta đã có hành động quá đáng với em. Còn Duy Khương, anh ta còn quá trẻ, tương lai gần như đóng lại trước mắt. Anh biết cái gì mà lên án em? Những nỗi đau, sự uất ức mà em phải chịu đựng, anh có biết hay không? Hả? Ông trời có mắt, sự trả giá là có thật. Những chuyện tày trời đến như vậy, tôi lấy làm lạ. Tại sao ông lại có nhận xét gì Chiêu Dương? Ông có tiếp xúc với cô ta nhiều đâu. Chỉ vài lần thôi, cũng đủ hiểu cô ta là loại người gì. Không đâu. Nếu như ông biết rõ được việc làm của cô ta trong quá khứ thì ông sẽ còn kinh hoàng hơn nữa. Hình như bà cũng phản đối rất là quyết liệt mối quan hệ giữa thằng Hiếu với cô ta. Cô ta rất giỏi đóng kịch. Tôi đã từng rất hài lòng khi gặp cô ta lần đầu tiên. Nhưng rồi bộ mặt giả tạo của cô ta đã bị lộ trần. Khi biết rõ chuyện của cô ta làm, tôi đã phản ứng dữ dội. Nhưng mà cô ấy rất lì lợm, không từ bỏ thằng Hiếu, cứ đeo bám con trai tôi lên tận trên đây. Khi tôi đã thấy rõ tâm địa đen tối của cô ta, tôi thấy mình phải có nhiệm vụ báo cho bà biết. Nhất định không thể để cho thằng Hiếu rơi vào bẫy của cô ta. Nếu ông đã dám từ bỏ quá khứ, không nhắc lại, thì tôi rất muốn hợp tác với ông để cho thằng Hiếu và Trúc Trà nên vợ nên chồng. Chỉ cần mình nhìn thấy hai đứa nó hạnh phúc, có chết tôi cũng mãn nguyện. Tôi đã quyết định rồi. Chuyện tôi với bà bỏ qua, bây giờ tập trung lo cho con cái. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cho con trai và con gái mình hạnh phúc.
Tôi trả cho bà tấm hình nè. Sao ông lại có tấm hình này? Tôi lượm được ở ngoài sân. Vậy là ông đã nhận ra tôi và ba thằng Hiếu. Thì ra mọi chuyện bắt đầu từ tấm hình này. Ba xin lỗi con rất nhiều. Vì chuyện này mà ba đã ngăn cấm chuyện tình cảm giữa con và cậu Hiếu. Tôi sẽ chở bà đến nhà cô Chiêu Dương. Tôi với bà sẽ đối mặt với cô ta lần cuối cùng và cảnh báo cô ta không được dụ dỗ thằng Hiếu nữa. Bộ ba má định qua nhà Chiêu Dương thật sao? Đúng rồi con. Anh có nhận tội giết chết A Quẩy không? Tôi không có giết ai hết. Tôi vô tội. Chúng tôi có giám định của pháp y gửi qua. Nạn nhân chết vì bị một vật nhọn đâm xuyên qua tim. Và tang vật thu được lúc bắt tạm giam anh là cây trăm bằng ngà voi này, trùng khớp với vết đâm trên người của nạn nhân. Anh giải thích sao về việc này? Tôi không có giết người, là chính cô ta gài bẫy tôi. Chiêu Dương đã tặng cho tôi cây trăm này. Chính cô ta là kẻ giết người, tôi không có biết gì hết. Mau thả tôi ra đi. Nè, tại sao lại cộng cứu như vậy hả? Bình tĩnh đi. Tôi không có giết người mà. Thả tôi ra, tôi vô tội mà. Anh hãy thả bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi. Tôi không có giết người. Nghi can đã bị kích động. Không. Đưa anh ta vào phòng tạm giam. Tôi không giết người mà. Giám sát chặt chẽ. Thả ngày tôi mai ra. Làm việc tiếp. Dạ, đi. Thả tôi ra. Tôi không có giết người mà. Thả tôi ra đi. Đi. Thả tôi ra. Mấy ngày nay em căng thẳng nhiều rồi. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh về. Võ Hiếu, em rất mệt mỏi. Em rất cần có anh ở bên cạnh. Anh phải về. Em ngủ một giấc đi. Anh, mình bỏ hết tất cả đi. Anh và em sẽ đi đến một nơi mà không ai biết mình hết. Nha anh. Em biết là anh không thể mà. Anh còn má, còn gia đình của anh nữa. Dạ, cô tìm ai ạ? Tôi muốn tìm cô Chiêu Dương. Cô Chiêu Dương có ở nhà không? Dạ. Tôi muốn tìm Chiêu Dương. Dạ, cô chủ đang ở trọng đó cô. Dạ, mời cô chú. Chờ con báo với cô chủ nha. Má, bác ba, hai người tới đây làm gì? Tại sao con lại ở đây? Tại sao vậy Hiếu? Tại sao con bỏ ngoại tai những lời má khuyên? Tại sao con vẫn còn qua lại với cô ta vậy? Nếu mà cậu biết con người thật của cô này, tôi chắc chắn là cậu sẽ không tiếp tục quan hệ nữa đâu. Hai người về đi. Chiêu Dương đã gặp rất nhiều rắc rối. Ở quyệt của cô ta, cậu không thể tưởng tượng được đâu. Cô là một đứa con gái chuyên dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông và lợi dụng họ. Cô như một chiếc xe buýt, hết người này leo lên rồi người kia leo xuống. Má, thứ rác rưởi như cô lại muốn trở thành con dâu của nhà tôi sao? Nói những lời nặng như vậy, không biết là cô ta nghe thủng lỗ tai hay không. Ông tin tôi đi, cô ta không dễ bỏ cuộc đâu. Cha mẹ nào lại đẻ ra cái thứ con như vậy? Do những chứng cứ mà đội điều tra đang có, vật chứng, nhân chứng trong vụ án hoàn toàn gây bất lợi cho con trai ông. Tôi muốn gặp con trai tôi, anh hãy sắp xếp cho tôi. Theo nguyên tắc, trong thời gian đang điều tra thì người nhà không thể gặp được bị cáo. Tôi có quen với anh Chính, phó công an thị trấn.
Tôi sẽ dùng mối quan hệ này để gặp con trai của tôi. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với nó. Được rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Thằng Khơi là đứa háo thắng, ham chơi, nhưng nhất định nó không thể giết người được. Tất cả những nhân chứng đều khai báo không có lợi cho Duy Khương. Người đã khai báo vụ án với công an là cô Chiêu Dương. Cô ta đã tận mắt chứng kiến Duy Khương giết chết ông A Quỷ vì ghen. Tôi không biết anh làm cách nào. Mua chuộc hay hối lộ ban điều tra hay viện kiểm sát để chạy tội cho con trai tôi. Tôi chỉ muốn nó ra khỏi tù thôi. Càng sớm càng tốt, hiểu chưa? Tôi sẽ làm hết sức mình. Nhưng điều quan trọng nhất là lời khai của nhân chứng đầu tiên. Tôi muốn biết sự thật chuyện gì đã xảy ra. À, có một chi tiết này rất quan trọng, tôi cần báo cho luật sư biết. Là chi tiết gì thưa ông? Tôi đã từng thấy A Quẩy và Chiêu Dương có cái biểu hiện rất lạ khi mà lần đầu gặp nhau. Ông nghĩ giữa hai người này từng có một mối quan hệ trước đây sao? Tôi nghĩ là như vậy. Tôi và ông sẽ gặp cô ta. Được rồi. Trời ơi, nếu cha mẹ con còn sống, hãy cho con gặp lại họ. Nếu như họ đã chết rồi, hãy báo mộng cho con biết. Con cũng muốn đi theo họ. Con quá mệt mỏi rồi, không muốn sống nữa. Ông trời ơi, ba mẹ ơi, Mai. Ông chủ của tôi muốn gặp cô Chiêu Dương. Cô chủ của tôi không có được khỏe nên không có tiếp khách. Má nó. Vô ra ngoài ra. Tại sao các ông lại tự tiện xông vào nhà tôi? Xin lỗi cô, chúng tôi hơi có một chút mất lịch sự, nhưng vì tôi quá sốt ruột cho con trai của tôi nên tôi phải làm vậy. Tôi có thể nói chuyện với cô vài phút được không? Mời ông ngồi. Cứ bình tĩnh đi, cứ ngồi xuống rồi nói chuyện. Đây là luật sư của tôi, sẽ cãi cho vụ Duy Khương. Chào cô. Tôi muốn biết sự thật chuyện gì xảy ra với con trai tôi, cô và ông A Quẩy. Tôi biết gì, tôi đã khai báo mọi việc với công an điều tra rồi. Nếu như ông có luật sư thì ông kêu ông ta liên hệ với bên công an đi. Không. A Quẩy, và vì đó là vật chứng nên anh ta đã giấu nó đi. Tôi đã kể hết rồi. Bây giờ tôi rất mệt, phiền các ông về, tôi không thể tiếp các ông được. Tôi thừa biết là cô có một mối thâm thù nào đó với ông A Quẩy, nên cô đã giết A Quẩy để đổ tội cho con trai tôi. Tôi chưa từng gặp ông ấy. Lần đầu tiên tôi gặp ông ta là lúc ông đi cùng ông ta vào quán karaoke của tôi, ông nhớ chứ? Đúng,
Tôi nhớ rất là rõ. Lúc đó cô nhìn thấy ông quẩy, tinh thần cô rất hoảng loạn và rồi bỏ chạy. Thật ra chuyện đó tôi không nhớ lắm. Có thể là do tôi bị choáng thôi. Tôi thường xuyên mất ngủ, chuyện qua mắt chóng mặt cũng thường xảy ra mà. Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, nhưng cô mà làm gì hại nó, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Chuyện con trai của ông giết người và đền tội không liên quan gì tới tôi. Chị Sáu. Dạ. Tiễn khách. Dạ dạ. Xin mời ông. Mọi thứ rắc rối đã chấm dứt với em chưa? Còn sống thì vẫn còn rắc rối. Chỉ khi nào ra nghỉ trang nằm thì mới yên thân. Trường hợp của em công an họ nói sao? Em là nhân chứng quan trọng của vụ án, nên họ yêu cầu em tạm thời không được đi xa khỏi thị trấn. Em phải lập tức có mặt khi họ có yêu cầu, nhằm phục vụ cho quá trình điều tra. Tại sao Duy Khương luôn miệng kêu oan và luôn nói bị em hãm hại? Đơn giản thôi, anh ta muốn đổ tội cho em để thoát tội. May mà có chứng cứ đầy đủ. Thật ra Duy Khương vậy mà giết chết một mạng người, lẽ ra em phải nên xót xa cho cái kết cục đáng buồn này của một thanh niên. Sao anh thấy em có vẻ vui vậy? Tất cả mọi người đều phải trả giá cho việc làm của mình. Anh nên nhớ em không tố cáo, nhưng Duy Khương đã từng cưỡng hiếp em. Kết cục của ngày hôm nay cũng đều là do tính háo thắng của anh ta mà ra. Tham vọng và quyền lực đã biến em thành một người con gái ghê gớm đầy thủ đoạn như vậy sao? Ba Khương, ba ơi, ba cứu con ra khỏi đây nhanh đi ba. Con không thể nào sống ở đây được nữa ba ơi. Ba đang tìm cách con à? Ba đã mời luật sư giỏi nhất, ba không tiếc tiền đâu. Nhân chứng và vật chứng trong vụ án này đều chống lại con. Vậy là ba không tin con hả ba? Con không có giết ông bà quẩy, chính là Chiêu Dương đã giết chết ông ta, rồi rõ ràng xếp hết tất cả mọi chuyện đổ lỗi cho con. Con này quá khốn nạn mà, ba sẽ không để yên cho nó đâu. Ba ơi, ba cứu con ra khỏi đây đi ba, chắc con chết quá ba ơi. Con đừng có lo, ba sẽ tìm cách liên hệ với quản giáo ở trong này. Dạ. Con sẽ được ở phòng và bảo kê tốt nhất. Dạ. Ba cũng sẽ gửi đồ ăn thường xuyên cho con. Dạ dạ. Nhanh nhanh nha ba, ba cứu con ra khỏi đây nha ba. Con sợ ở trong này lắm, con không thể sống ở trong này được nữa. Ba ơi, cứu con ra khỏi đây đi ba. Khương. Nha ba. Ờ, ba biết rồi. Cứu con ra khỏi đây nha ba. Ê, ba sẽ cứu con. Cái, tao sẽ cho mày một bài học. Tất cả các người phải trả giá. Giờ thì tôi đã an tâm, sẽ không còn kẻ nào quấy rối tôi nữa.
anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Ông muốn gì ở tôi nữa? Mày hỏi tao muốn gì vậy? Tao muốn mày ở tù thay cho con trai tao. Ông bị điên hả? Mày giết người rồi đổ tội cho nó. Anh ta nói dối ông. Tao đi tin lời mày mà không tin con trai tao. Tất cả mọi chuyện tôi đã khai với bên công an rồi. Họ đang thu thập đầy đủ chứng cứ để khởi tố con trai ông. Nếu ông cần thì ông cứ tới hỏi họ. Mày đừng giỡn mặt với tao. Tao cho mày hai lựa chọn. Một là... Chúng ta đã chuẩn bị xong phương án hành động. Đúng giờ gì? Trinh sát hình sự tỉnh sẽ phối hợp với đội đặc nhiệm của thị trấn đánh úp tụ điểm. Lần này chúng ta phải bắt gọn kẻ cầm đầu là Chiêu Dương và cùng toàn bộ tay chân trong đường dây mua bán hàng cấm này. Yên tâm, tôi sẽ trực tiếp chỉ huy chiến dịch này, phối hợp với bên công an tỉnh. Ở thị trấn này ngoài tôi ra thì không ai biết được thông tin của chuyên án này. Cô gọi cho con, con cứ nghe đi. Alo, anh nghe. Anh Võ Hiếu, có thể em đang gặp nguy hiểm. Chuyện gì? Em bình tĩnh đó anh nghe. Chiều nay ông Duy Khai đã chặn đường em. Ông ta hăm dọa em. Em sợ lắm. Có phải vì vụ cái Duy Khương? Dạ đúng rồi. Nếu em thấy nguy hiểm quá, em nên báo công an đi. Em đang suy nghĩ sẽ phải làm gì. Em gọi cho anh để em bớt căng thẳng. Em có cần anh đi gặp ông ta để nói chuyện không? Không, không cần đâu. Để em nghĩ cách giải quyết chuyện này. Ừ, vậy em cẩn thận nha. Ông ta không phải là người dễ đối phó đâu. Dạ em biết rồi. Thôi em không phiền anh nữa, em cúp máy đây. Ok bye em, có gì cứ gọi cho anh. Dạ. Được rồi, bây giờ tôi có việc cần bàn với hai cậu. Mày la lên, tao cắt cổ mày. Ông chủ tao có lời nhắn gửi đến cho mày. Nếu mày ngoan ngoãn nhận tội thì sau khi mày ra tù, mày sẽ toàn mạng sống. Nếu mà ngoan cố chống cự, mày sẽ có kết cục giống như thằng Hao Quẩy đó. Biết chưa mày? Liệu hồn như mày? Dạ.
Mẹ mày, có một đứa con gái mà canh không xong, để nó trốn ra khỏi thị trấn này, biết tìm nó đâu. Dạ em cũng không ngờ sau khi dọa nó bỏ đi ngay trong đêm. Hiện giờ em đã cho tụi nó truy lùng khắp thị trấn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Vẫn không thấy nó đâu sao? Nó đã khóa máy, em không thể nào liên lạc được. Cô ấy khóa máy rồi, không liên lạc được chú à. Mọi người đã sẵn sàng cho chiến dịch đêm nay, nhưng rắn chúa đã biến mất. Chú Quang với anh Hải đừng nhìn con với ánh mắt nghi ngờ như vậy mà. Cậu nói thiệt đi, có phải là cậu đã đồng lòng trắc ẩn và đã báo cho Chiêu Dương chạy trốn phải không? Chắc kêu vài đứa đi cùng với chú xuống Sài Gòn truy lùng bắt bằng được con nhỏ này. Nếu nó vẫn ngoan cố không chịu nhận tội, tôi sẽ giết nó để trả thù cho con trai tôi. Dạ, em đi ngay. Đi mày. Dạ. Thú thật là đã có lúc con động lòng và đến gặp để khuyên Chiêu Dương từ bỏ, nhưng mà tham vọng của cổ ngày càng dữ dội. Không điều gì có thể ngăn cản một con người đang xem tiền và quyền lực là mục đích sống còn của mình. Chú biết con đã từng yêu Chiêu Dương, nhưng mà những sai lầm của cô ta mang tới cho thị trấn Bình Yên này vô cùng là nguy hiểm. Cô ta cần nhận lấy sự trừng phạt của pháp luật. Cả ngày nay trinh sát theo dõi mà không thấy Chiêu Dương xuất hiện ở thị trấn, có lẽ cô ta đã quay về Sài Gòn. Hôm qua Chiêu Dương có nói với con là ông Di Kha đang đe dọa cổ, có thể cổ chạy trốn vì điều đó. Chú tin là Chiêu Dương sẽ gọi cho con? Nếu có tin, con phải báo cáo nhanh cho chú. Dạ. Khách sạn có gì ăn không em? Dạ có, chị muốn chút gì vậy? Cho chị một phần mì xào bò. Dạ. Một ly cam dắt. Khi phục vụ mang lên phòng cho chị. Dạ có ngay ạ. Chị cảm ơn em. Dạ. Đây có phải là căn nhà mà thằng Tửng đã cho địa chỉ hay không? Dạ. Chào chị. Anh tìm ai ạ? Cho hỏi đây có phải nhà của Chiêu Dương không?
Dạ phải. Tôi có việc muốn gặp cô Chiêu Dương, chị có thể cho tôi vô nhà được không? Dạ, cô chủ của tôi đi cả tháng nay chưa có về. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Đúng là nhà của cô ta, nhưng bà giúp việc nói cả tháng nay cô ấy chưa về. Có khi nào nó trốn ở trong nhà mà bà giúp việc nó láo không? Em nghĩ một đứa quỷ quyệt như Chiêu Dương, cô ta sẽ không về nhà, vì biết chắc mình sẽ tìm tới. Mày xuống xe, bám căn nhà này 24/24 cho tao. Nếu thấy nó xuất hiện thì báo cho tao liền. Dạ. Kỳ này chính tay tao phải xử nó. Tôi nghe Thiên Hào đồn là cô ấy đã trốn khỏi thị trấn. Ông muốn nói tới Chiêu Dương? Ừ. Con cũng nghe người ta nói quán karaoke của Chiêu Dương là nơi thanh niên tụ tập hút chích, cho nên là rất nhiều người dân đã phản ánh lên công an. Những cái tụ điểm như vậy mà không có người đứng ra bảo kê thì làm sao mà họ dám lộng hành phạm pháp như vậy được? Cô ta đi luôn hay sẽ quay lại mình chưa biết. Tôi định trong bụng tối nay về gặp thằng Hiếu nói chuyện một lần. Nếu nó đồng ý cưới con Trúc Trà thì tôi sẽ sắm lễ để đi ngỏ. Còn nó kiên quyết đi theo Chiêu Dương, tôi sẽ bỏ về quê, không thèm nhìn mặt nó luôn. Má đừng có bỏ ảnh, tội nghiệp ảnh. Má bày nói đúng đó. Nó không nghe lời thì mặc kệ nó đi. Không lẽ má bay cứ đi theo năn nỉ hoài? Dù gì thì bây giờ má đã có con an ủi rồi. Má cũng đã sống hết lòng với thằng Hiếu rồi. Má coi nó như con ruột, nhưng bây giờ nó vì đứa con gái nó mà không nghe lời má. Có buồn cũng vô ích thôi. Coi như bỏ công nuôi nấng nó đi.